Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện clip phản ánh tình trạng bát bún chả có nhiều sinh vật lạ. Tại quán ăn có địa chỉ số 45, ngõ 218 đường Lĩnh Nam, đối diện trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, trên địa bàn phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Sau khi xem clip được đăng tải, nhiều người đều cảm thấy sợ hãi khi cận cảnh thấy tương ớt có giòi, hòa cùng nước dùng bát bún trà. Theo tìm hiểu, đây là cơ sở bán thức ăn đường phố, quy mô nhỏ, chỉ có hai người bán hàng. Chủ yếu bán hàng phục vụ sinh viên, người lao động có thu nhập thấp. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, ngày 13 tháng 7, quận Hoàng Mai đã thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm liên ngành, gồm đại diện phòng y tế quận, Ủy ban nhân dân phường Lĩnh Nam, Công an và Y tế phường Lĩnh Nam để tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc. Theo ông Hoàng Quang Hà, người đang sống ngay cạnh quán bún chả nói trên, sau khi clip được đăng, chủ quán Đào Thị Mai Lan đã lặng lẽ tiến hành thu dọn bàn ghế, ngắt điện, đóng quán, tắt điện thoại và hiện nay không ai có thể liên lạc được. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lĩnh Nam Phạm Mạnh Hùng cho biết, chủ quán vắng mặt, chưa thể liên lạc được nên trước mắt thông báo yêu cầu quán tạm thời ngừng kinh doanh để làm rõ sự việc. Tiếp theo là phường sẽ triển khai, giá soát việc thực hiện kế hoạch số 30 KH UBND Ngày 19 tháng 1 năm 2024, về triển khai công tác hậu kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp và công thương trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2024. Phường sẽ phân công cán bộ tiếp tục liên hệ làm việc với chủ quán để làm rõ sự việc. Nếu đúng như phản ánh sẽ xử phạt hành chính để răn đe các cơ sở kinh doanh khác. Từ vụ việc nêu trên, nhiều người bày tỏ sự lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đường phố. Nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng nguyên liệu không đảm bảo chất lượng Điều kiện vệ sinh không đạt chuẩn hay quy trình chế biến không đảm bảo vệ sinh đều có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Các chủ quán ăn cần phải nâng cao ý thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra kỹ lưỡng nguyên liệu và quá trình chế biến. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhất là hàng quán trên hè phố, đưa ra những biện pháp cụ thể, hiệu quả để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân.